Thúy Nga xin chào cả nhà thân mến. Cả nhà ơi, hôm nay là một ngày cuối tuần, Nga được nghệ sĩ Tuấn Châu mời tới đây xem tham gia một vở cải lương mà của ảnh nghe nói dàn dựng đạo diễn gì đó quý vị. Bây giờ thì Nga sẽ vô trong hậu trường để xem có chuyện gì xảy ra và mọi người đang làm gì ở đó nha. Thì hôm nay đi đến thăm ảnh thì cũng không có gì hết, vẫn là sầu riêng quý vị, tặng cho anh sầu riêng. Nhưng mà anh dễ thương, nói anh muốn mua ủng hộ trái cây cho em nha, nói thôi lấy quýt dân tổ luôn anh ơi, mình mang lên đây để mình dân tổ sân khấu nha quý vị. Cái này là anh Tuấn Châu anh ủng hộ cho Thúy Nga đó. Mình vừa tới là mình thấy vở diễn Tình Chú Thòn nha quý vị. Dân chung bán hộp lá phòng anh Tuấn Châu chỗ nào chị? Tuấn Châu đây hả? Dạ em chào chị. Chào chị Cẩm Thu. Chị khỏe không? Nãy giờ diễn cho chị dạ hả? Sorry mọi người, giờ này em mới tới. Dạ em khỏe chị. Ôi ôi, bà lên đây hả? Lên đây đóng luôn hả? Trời ơi, Tiểu Phụng mọi người, anh Linh Tâm, hai anh đây, em có mang trái cây lên cho mọi người. Anh Tuấn Châu mời lên nè, bây giờ để ít quýt lên trên bàn thờ tổ cái ra. Dạ chào cả nhà. Dạ trời, thành lễ mọi người, thành lễ anh hề quá, em nhìn không có ra. Trời ơi thành lễ dễ thương quá. Nãy giờ diễn mấy cảnh rồi? Mới một cảnh, hai cảnh. Mới một cảnh. Hai anh đây, sorry anh, lớp này em mới tới. Trời hề quá nha, Tình Chú Thòn. Anh là đóng vai chú Thòn anh Tuấn Châu? Đúng rồi. Đúng hả? Chú Thòn hả? Đúng rồi, chú Thòn. Để lát nữa đi ra review chú Thòn chút xíu nha. Chú Thòn ơi, có mang sầu riêng qua cho chú Thòn nè. Tặng sầu riêng nha, sầu riêng nè. Cảnh sầu anh quậy quá mà em không coi rồi, trời ơi. Thì quá trời quậy. Bây giờ anh còn cảnh sau không? Còn mấy cảnh nữa. Còn mấy cảnh lo gì, em ở đây mà. Buồn không à? Buồn hả? Bây giờ bệnh rồi hả? Bây giờ bệnh rồi. Thôi bây giờ mình vô mình có nhiều khúc mà. Cảm ơn em nhiều. Dạ nhiều. Dạ, dạ để em dâng ít quýt lên trên bàn thờ tổ nha. Nè nè, có nè anh. Có nè, quýt nè. Chị dâng bàn thờ tổ. Anh chưa mình chưa dâng tổ, mình cứ dâng. Dạ dạ, anh xin trước đi. Ủa, cái này là anh thờ hay là sao vậy? Cái này là trong cái bàn tổ của gia đình. À vậy hả, bàn tổ bên gia đình anh đó hả? Thấy khán giả đông vui anh hả? Không. Hôm nay show out phải không? Show out. Bố hôm em nói trên clip á, người ta có biết người ta gọi không ta? Bố hôm em có quảng cáo cho anh á. Có khán giả gọi. Khán giả của Tiếng Anh cũng có mua mà. Vậy hả? Giả, ok anh. Rồi thank you anh nhiều nha. Anh hy vọng mấy cái tuần sau hay là cái những cái chương trình sau á, có mặt em ở chương trình này chắc náo nhiệt lắm. Dạ dạ, để đợt sau đi, có gì dạ, em rảnh rỗi em tham gia. Anh em mình làm có một chương trình ở đây ha. Dạ 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 dạ. Em dạ. Em chắc mình có cái gì không? Châu Tuấn. Cúp đầu đó nha, hay thật hay. Hay lắm hả? Trời ơi quá vui luôn. Vui quá lắm xịn luôn. Vậy hả? Thì đài họ cũng quay rồi, mình chỉ lên review hậu trường sơ sơ thôi, nhưng mà đâu có làm được. Vui anh. À, hay luôn. Là em có dân tổ giúp anh. Anh tới tuần dạ dạ dạ, anh ra đi. Đó đúng rồi. Lẽ ơi là lẽ, trong đầu của mày có cái chữ nào tốt hơn không đấy? Mày có biết cái tử? Trời ơi, mày có nói với cha của mày nữa hả? Đồ cái tử, tao biết mà. Trước con ổn định thì mày đừng muốn ăn sống nữa. Bà, mày đi chết đi. Ba ơi xin ba cứu.
Mày đừng có ngụy biện trước cái sự phản khắc của mày, nghe chưa? Ôi, ba bốc nhận đi ba ơi. Ôi lời cho ba nghe là ba ơi. Ông trời sẽ yên chồng về, mong trời con bắt mày nhiều bên công giờ là bỏ đi. Lâu quá chúng ta mới gặp lại Tiểu Phụng mọi người. Lâu lắm mới gặp lại cưng á, sao đẹp hoài á? Già đi chứ sao đẹp. Không. Phải không? Ừ. Vẫn đẹp hả? Yeah. Có nhiều lúc nhìn qua một lăng kính ưu ái không? Ừ. Đẹp hồi xưa đó. Chị là lâu nay chị vẫn ở trên San Jose hả? Chị ở San Jose. Chị vẫn ở San Jose. Rồi xuống chị xuống đây tập tuồng, chị mất bao nhiêu thời gian để xuống đây? Thường thường á. Không ai hát, dám hát live. Chỉ có Phương Nam này mới dám hát live thôi. Vậy hả? Rất là chụp tập trung rất là cực. Dạ. Cực lắm. Dạ. Tập ngày tập đêm, vợ chị xuống đây gần một tuần lễ đó. Đam mê nghề dữ gì đó hả? Này là chị Tiểu Phụng, con tiệm của Minh Phụng. Chị gái của Y Phụng. Tiệm tiệm gì mà đóng vậy? À, cái tiệm của chị là tiệm Phoenix USA nằm ở Đông Hao á. Vậy là làm đẹp. Bán mấy cái bộ đồ này nè. À vậy hả? Nhiều. Xinh vậy. Có bán kem, có bán thuốc, đủ thứ hết á. Chút xíu nữa đi, bà đọc số điện thoại đi cho người ta biết, người ta liên hệ. Dạ. Nếu mà muốn tìm tới Tiểu Phụng mua thuốc hay mua quần áo á thì gọi cho Phụng số là 408-205-8443. Ok. Có nhiều cái hay lắm để chia sẻ với lại các anh, các chị, fan của Thúy Nga. Nữ nghệ sĩ Tiểu Phụng là con của chú Minh Phụng và chị của Y Phụng quý vị. Lâu quá Nga mới gặp. Dạ dạ. Lâu lắm hả cưng ha? Tiểu Phụng giờ kinh doanh buôn bán dữ quá. Buôn bán lâu chưa? Chị bán cũng lâu rồi, nhưng mà bán trên online, cái Covid chị đóng cửa rồi mở lại. Bán được không? Cũng được, bây giờ online thì. Vậy cũng ok hơn phải không? Nhưng mà lâu nay chị vẫn tham gia nghề đi hát. Chị vẫn đi hát, hát tân nhạc nhiều hơn. Vậy hả? Nhưng mà vẫn mê cải lương làm trong máu em ơi. Vậy hả? Vẫn bỏ hết thì xuống đây tập tuồng. Ừ. Có bà Y Phụng là không có mê cả lương không? Ok, chị ra chị diễn đi. Tên khác được không? Tên lép nó xấu muốn chết luôn à. Chị lép, tên chị Thơ. Trời ơi, kêu tên lép. Đừng có kêu tên lép nữa, xấu muốn chết luôn à. Chị Thơ. Ui, trời. Gì vậy? Trời ơi, đẹp quá chị ơi. Trời ơi, hèn chi. Ôi, đẹp quá. Chị Thơ, chị Lên, chị Thơ. Bác Hai tới gặp chị chưa? À, vậy là tôi biết rồi. Hiểu anh? Chú chỉ ba tôi tới đây phải không? Anh chỉ á. Chiều biểu. Trời ơi, làm gì vậy? Trời em khen chị tới đây nữa. Em khen chị. Ăn một thùng sầu riêng đó. Dạ. Khu cho mọi người ăn đó. Chị ăn đi chị. Đây nè. Để này em tặng. Nè chị lấy cho mọi người ăn giúp em đi. Dạ. Sầu riêng không có sầu chung hả? Không có sầu chung. Chị để lên bàn cho mọi người ăn. Giờ đang còn tập tuồng nữa hả? Gần cả vòng còn chơi luôn à. Bà nói. Cảm ơn chị ăn quá, hôn quá ăn rồi mùi rồi. Chị ăn chị. Cái đồ đó bán sầu riêng ngon lắm nha. Phải không? Đây nè, của em nè. Anh Linh Tâm, ông đang lo ôn tù quá. Ăn sầu riêng. Chị, lâu quá em mới gặp chị đó chị Cẩm Thu.
nhiêu năm rồi đó. Mấy năm. Vậy hả? Chị giờ chị ở Mỹ luôn phải không? Chị ở lâu chưa? 9 năm rồi. Giờ cứu tình cho kẻ. Bữa hôm gặp con gái chị nó đi trong tha gạch nó xinh quá hả? Ủa nó lớn nó xinh quá. Giống ai? Nó kêu cô Thúy Nga, đâu biết nó là ai đâu, nó tự nó nói con mẹ Cẩm Thu. Chị qua đây thấy vui không? Chị ở đâu vậy mà? Chị hả? Ở nhà. Rồi chị có làm gì thêm không? Không. Sướng vậy? Qua Mỹ mà không làm gì thêm là bà Hoàng rồi đó. Lâu lâu cũng đi show chị hả? Chị Tài Linh là hiện tại đang ở đâu ta? Ở đây. Ở đây hả? Mà chị Tài Linh chứ ẩn giật quá, không biết chị ở đâu luôn. Chị ở bao xa mà. Ủa gì hả? Chị Tài Linh ở đây luôn hả? Chắc lát nữa phải xin anh Linh tầm số cái số của chị Tài Linh luôn á. Anh là số chị. Hả? Lâu lắm mới gặp Linh lại. Thì đó, là anh có gặp chị không? Không. Vậy hả? Lâu lắm. Chị đổi số hoài hả? Dạ. Không biết. Hồi đó ma chị đáng thì có gặp một lần. Dạ. 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 Mấy cái thất đó chị có lợi. Dạ. Mấy cái thất là chị lợi rồi. Hồi đó ba bác hai Diệp Lan cũng gặp chị nhưng mà đều lúc đó gặp rồi bà Nai lấy chia buồn người ta không có hỏi số chị lại. Dạ. Còn chị là chị cũng ở trong khu vực này thôi phải không? Chị ở sau lưng mấy con cọ nè. Ồ vậy hả? Ngon quá. Chị được phải không chị? Ngon. Được phải không? Em chị nghe Tuấn Châu nói rồi, nói em bán sầu riêng ngon lắm. Dạ, thì đó. Hôm nay anh mời em qua chơi nên là hơi qua tặng mọi người ít trái cây. Ăn cái kì. Ok cưng. Dạ. Trời ơi, chú. Nhà đi vắng hết rồi. Má. Sao mới lấy chùi tôm bạc? Con bác con ở nhà không? Mẹ, tao nói cho nghe. Chú gì nữa? Bây giờ đừng có kể ai nha. Lon lon tao hiện đi hình chút. Đứng hậu trường coi. Nhớ chưa? Mặc đồ đi nghe. Chú, nhà của bác con ở đây á hả? Ờ. Chú ơi, con mày đi chơi đây mà. Bây giờ chú đi về, chú phụ ở ngoài chăm sóc cho ba con được không? Bây giờ con ở đây con chờ bác con. Ủa ba mày sao? Ba mày bệnh nặng lắm, chú đi chú. Trời ơi, nhưng mà mày ở đây rồi, ba mày bệnh gì? Chắc là ổn định do đó. Không có sao đâu, chú đi chú về chú phụ ở ngoài, con đi con ở đây con chờ má con. Ở đây hả? Dạ. Ờ, nhưng mà má mày nói mày đi, má mày đi Đà Lạt đó. Không sao, bây giờ không cái đó không thành vấn đề. Bây giờ mày không nói cho má mày là tao kể cho má mày đi Đà Lạt hay chưa? Bây giờ thì về cho má hay chưa? Dạ. Trong nhà đó, không được nói tao lộ nha. Con biết rồi, thôi đi về phụ ngoại đi. Ây trời ơi, tôi quên đi. Gì nữa vậy trời? Trả cái giấy này cho má mày nữa nè. Ôi, dọn thôi 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 đi lên về phụ ở ngoại con đi. Trời, chú sao lắm nhanh lên. Trời ơi má, nhà của má bây giờ bị sao? Lê đi. Ai vậy? Ủa, ai ạ? Ai vậy? Bà Lai vậy? Ai vậy? Bà Lai vậy? Ở đây không ai tên Lily hết đó. Đây là nhà của má tôi. Ủa, bà tìm má tôi có chuyện gì? Nói vậy là cô là con gái của Lily đó hả? Dạ. Trời, đẹp rồi nha. Đẹp gì nữa đây? Chuyện gì? Chú chờ nó mở cầu tơ rồi nha. Nè, tôi xin tự giới thiệu cho cô được biết, tôi bà Lâm Cầu Cao cũng là ân nhân của má tôi đó. Bà là ân nhân của má tôi? Ờ. Nè, má cô đó nghe, nhờ tôi nè, nhờ tôi mà có được cái villa sang trọng như thế này nè. Nè, cậu thấy chưa, đồ đạc này hả, đồ đạc sang trọng quý giá cũng là nhờ tôi, và có mấy trăm ngàn đồng, mấy trăm ngàn đồng trong nhà nữa đó. Tôi không có tin đâu. Vậy không tin nè. Trời ơi, ông Linh này thử đi, thử một tiếng thôi. Ừ, một tiếng thôi, có nhà lầu sao hơi ngay lập tức. Ok, bà yếm đi. Sao bà đúng là con quỷ vô thường vậy, chuyên đưa cho những người tâm nghệ thiếu đuối xuống A tỳ địa ngục. Hết hết thôi, hỏi cầm ngay những lời ngu si đần độn. Bà một chút mày giàu sang sao mày lại chửi tao, những lời đe tân hôi của thằng người ta đâu như mày hại bao nhiêu gái vì lớn và nhớ nhuốc đào hoa nè lo
suốt 20 năm dần thân bằng kia nghèo. Nè, những nay quá mỏi mòn về sống trong cảnh cô gách áo hương. Nè, nên phải con ba ban mình rồi lấy mày ban. Khỏi đuổi mày, khỏi đuổi mày. Không biết thì bây giờ biết có sao đâu. Tôi xin tự giới thiệu với cô, tôi tên là Thông, tên Mỹ là Mr. Thông, chủ hãng xà bông hiệu Con Kỳ Nhông. Thành ra tối ngày tôi có ở không, lái xe đi vòng vòng để chiêm ngưỡng những đóa hoa hồng. Nhưng mà rất tiếc ở đây không có ai mua xà bông hết á. Giới thiệu thôi chứ đâu cần bán. Nhưng mà tôi nhìn kỹ ông cũng giống bán xà bông lắm rồi nha. Ừ, thì tôi bán xà bông mà. Chơi chữ phải không? Bán xà bông là bóng xà bang đó hả? Tại ông nói với ai biết. Không dám đâu. Này là đàn ông thứ thiệt 100% đó. Nhưng mà tôi tới đây vì một việc khác mà. Nhưng mà đâu có can dự tới tôi. Can dự mới tới chứ. Là cũng hỏi cô nè, bà Susa đã nói chuyện với cô rồi phải không? Ủa anh, hôm nay anh dựng cái vở này nè, em coi em thấy cũng là một cái rất là công phu. Thì cái quá trình mà anh tập cái vở này là mất bao nhiêu thời gian anh Tuấn Châu? Tính ra bây giờ á, thật sự á, cái diễn viên của mình á, nó cũng không có thời gian nhiều. Nhưng mà thật được cái là những người mình cũng chuyên nghiệp. Thành ra cũng dựng cỡ 7-8 buổi à. 7-8 buổi. Cỡ 10 buổi trở lại. Nhưng mà mấy nghệ sĩ, có nhiều nghệ sĩ Tiểu Phụng ở xa thì là anh phải đợi xuống mới tập được. Tức là bên đây anh ráp bằng miệng với Phụng. Anh phải ráp bằng miệng với phone đến đó. Qua phone luôn. Qua phone. Ví dụ như những người xa thì hồi xưa Trúc My, Vinh Khang thì anh ráp, anh nắm nguyên cái tuồng rồi anh ráp luôn. Anh ráp với từng người. Thì nhưng mà cực. Bên này tập tuồng cực quá hả? Cực. Em cũng mấy lần vậy đó, riết mà mệt luôn á. Nói chung là Nga có biết là anh Châu cũng yêu nghề lắm. Ra mình mới làm được, không yêu nghề đâu có làm được đâu. Đúng rồi. Nhưng mà anh làm cái chương trình này có tài trợ không hay là anh tự bán vé thôi? Thật sự thì vé thì chỉ có bán 30, 40, 50. Tài trợ thì khán giả sẽ gọi vô đài, đây là anh làm cho bên đài. Nhưng mà nhờ có sân khấu đẹp như vậy, có anh Trúc Hồ. Mà anh Hồ nói cho chúng Châu cứ làm đi. Nói chung diễn viên mình cải lương cũng vậy, tất cả đều hy sinh về nghề nghiệp gì thì mình mới dựng được cái chương trình dành cho đài, cái sân khấu đài nhờ. Nhờ vậy mà đài có một cái 3 tháng là một tuần này là tuần thứ 5 rồi đó. Ồ, là anh dựng 5 vở rồi đó hả? Vở rồi đó. Tới tuần này là vừa rồi, giờ có duyên anh em mình gặp nhau, anh mời phải không? Vừa rồi đó là mình đi hát cái Thuê Tròn đó. Dạ. Tôi Châu rất là cảm ơn vì cái kênh của Thúy Nga rất là quảng bá, rất là mạnh. Thành ra Tôi Châu hồi sáng này trực nhớ đó, Nga em lại quay đằng sau hậu trường với anh đi. Tại vì cái kênh của mình cũng rất là mạnh. Dạ. Vì nó quảng cáo thì sau này cái khán giả sẽ biết được cái chương trình anh vào ngày nào để người ta theo dõi, người ta coi trực tiếp luôn đó Nga. Đây là thì trực đó. Tiếp và xuyên ba luôn cả Việt Nam. À là coi như tất cả khán giả đang xem đài là vẫn xem được của đài STBN. Luôn cả nước ngoài luôn. Hay ngoài Việt Nam mình đang coi luôn. Nếu mà có STBN Go. Dạ. Hết. Trực tiếp một cái là toàn phải có STBN Go mà một tháng nó chỉ có 7 đồng. Tháng 7 đồng. Chương trình những cái chương trình đây là live nhiều lắm. Dạ. Anh bữa giờ là anh làm, hôm nay là vở số 5 là Tình Chú Thòn, cái trước đây bốn vở khác là Tình Chú Thòn. Vừa rồi là Tấm Lòng Của Biển. Ồ, Tấm Lòng Của Biển hả? Tấm Lòng Của Biển. Cái vở đó ngày xưa có chú Diệp Lan có đăng. Xưa không, hồi xưa là bác bà Dân, Tám Dân, bà Trúc Phương. Tấm Lòng Của Biển hồi xưa anh đi Thanh Minh Thanh Nga là anh còn đó cũng ruột rồi. Những cái tuần nào mà coi như là vô lòng của khán giả nhiều quá thì anh đang dựng trước. Chẳng hạn như là nhưng anh dựng, anh được cái tác giả Nguyễn Hoa Nhã đó, nó viết như cái Tiếng Trống Mê Linh, vừa rồi anh dựng Tiếng Trống Mê Linh là mới hoàn toàn. Chúc không cho. Có lấy tuồng cũ mà mặc cổ trang nữa, cũng mặc cổ trang mà toàn bộ nguyên kịch bản mới hết luôn, cả Thái Hậu Dư Nhân Nga đầu tiên dựng
là cũng mới hoàn toàn không có cái tuần cũ. Anh làm công phu quá hả? Trọng thủ, trọng thị Mỹ Châu cũng là hoàn toàn mới hết. Dạ. Thì nói chung là tất cả anh em nói chung cũng ủng hộ anh thì anh mới làm được. Nói chung là vì đam mê yêu nghề, với lại anh vừa đạo diễn vừa dàn dựng vừa tập luôn cho mọi người. Nếu thì nói tiếng đạo diễn anh bao giờ anh không dám nói, anh chỉ nói dàn dựng thôi. Anh em mình biết mà, mình đi sân khấu lâu năm thì mình có kinh nghiệm. Chứ là đâu có bằng cấp rồi đâu mà nói tiếng đạo diễn dữ quá. Ủa anh rồi những cái phục trang này thì sao, nghệ sĩ tự lo hay là anh có? Nếu mà về cổ trang thì anh với chị Cẩm Thu cũng là người thực tế bên anh dàn dựng phục trang đồ của anh mua bên Việt Nam đem qua. Anh em nào có thì phụ huynh hở, còn với xã hội này thì tất cả anh em thì mỗi người mỗi bàn tay góp vô. Anh một lần mà mình dựng vở diễn như vậy đó, bằng cả một tâm huyết như vậy á, nhưng mà sau cái đêm diễn á, thì thành công của khán giả thì mình vui, nhưng mà cái lợi nhuận trong một cái vở tuồng anh dựng ra rồi bán vé như vậy, anh có được dư kinh phí gì không hay không? Nếu mà nói về kinh phí thì nếu mà làm nghệ thuật trong cái lúc bây giờ nhất là cải lương nữa, mà nếu mà nói kinh phí mà để lợi nhuận thì là không có đâu. Thật sự anh cái này nói thiệt, phải yêu nghề. Thật sự anh tâm huyết lắm, em biết đâu. Anh dựng cái chương trình của anh Trúc Hồ giao cho anh cái cổ nhạc Phương Nam mỗi tuần live đó. Mỗi tuần nghe thứ ba là live show trực tiếp trên FPTN đó, là live từ 7 giờ tới 8 giờ rưỡi. 10 năm nay rồi, 9 năm, 10 năm nay rồi. Hay ha, mà anh vẫn vô anh dựng. Là bác Bảy Văn Chung đây, anh với bác Bảy Văn Chung với Diệp Ngọc Đáng là người thành lập ra cái cổ nhạc Phương Nam ở tại đây. Bác Bảy không của VSN hồi đầu tiên của 10 năm về trước. Thì anh Hồ kia nó lên bên đó đấy, anh Trúc Hồ mới gọi anh về đây, thì anh làm ở đây là cũng gần 9 năm 8 năm 7 rồi. Hèn gì em thấy anh để hình Bác Bảy Văn Chung với má Ngọc Đáng lên là hai người đó cũng đó. Là ba người trong cái cổ nhạc Phương Nam là hai người đi rồi còn người nữa. Nói chung là em vô đêm thấy mọi người rất là Chị Thu với anh Nam nghề. Anh có gọi về với Quỳnh Quang là sau này mỗi tuần á có một cái chương trình cổ nhạc cho. Nói chung em có biết là cổ nhạc của mình á, nếu không quen, nếu mà bỏ lâu á ta mất luôn. Đúng rồi, thành ra thôi kệ ra, lưu truyền văn hóa mình giữ được bao nhiêu thì mình giữ. Những vở diễn này mình có mang đi tiểu bang diễn không anh? Có bao giờ anh được đem đi mang tiểu bang diễn không? Hy vọng, anh cũng hy vọng là chơi tiểu bang, nếu mà người ta kêu mình thì chưa nào giờ chưa. Dạ, tại vì mình cũng diễn trực tiếp là coi như cũng phát sóng luôn rồi. Nhưng mà có nhiều khi người ta cũng muốn coi lại nữa. Trích đoạn, mình làm mấy cái đoạn như vừa. Anh hy vọng là mình phát sóng xong người ta cũng vẫn kéo đi hát lại, nhưng mà thành phần diễn viên đó sự thay đổi chút xíu. Nó cũng mới, em biết hồi xưa mình nhiều đoàn đó. Ủa sao mấy chương trình vậy anh hay hát với cô Mai Lệ Quyền, sao anh không mời cô tham gia một cái gì? Chị Mai Lệ Quyền có vô, nhưng mà mấy cái lúc này thật sự chị Quyền đã lại đúng là những cái chương trình anh là chị Quyền không có trong chương trình thì là đi coi. Chị Quyền rất là thương anh, có như là anh với chị Quyền quay qua hát cũng trên 20 năm rồi đó. Chị Quyền rất là người, con chị mới mất, bé Trúc mất rồi. Con bé Trúc quá hả chị? Bé Trúc mất rồi. Em biết con bé trộ chị Quyền là vất vả với con với chồng dữ lắm. Thành ra chị Quyền buồn đó, chị Quyền không tiếp xúc được. Anh là người kế bên chị Quyền mà chị Quyền không mà sao chỉ lặng lẽ thôi, trong giới nghệ sĩ không ai biết luôn á. Biết hết vậy là chắc không em ở bên này chắc em cô sorry để em điện thoại cho chị Mai. Em chỉ nhắn tin thôi. Dạ em nhắn tin. Dạ thì bởi vậy chứ không thôi là chị Quyền mê cái tuần mà chị này. cũng có đứa con mà thấy chị cũng vất vả, bé nó cũng bị bệnh mà thế thương ghê. Cả tuần này chị Quyền nói là hồi bé Trúc còn hả, chị Quyền nói trời ơi cái tuần này tao thích lắm mẹ ơi, cái tuần này em biết cái tuần này nhờ anh hát cái tuần này trước khi đi Mỹ. Thì chị Kim Mỹ á, chị mới coi tuần này, chị mới gài anh vô hát chị Mai Lê Quyền khi anh mới đặt chân đến Mỹ. Từ đó anh qua bên lĩnh vực tân nhạc nhiều hơn, đi chị Quyền nhiều hơn. Chứ gốc của anh là cái luôn mà. Coi như là anh là cũng vẫn có qua Mỹ bao nhiêu năm rồi ta? Trên 20 năm rồi. Mà tính ra anh ở đây lâu mà anh vẫn có một cái sân chơi bộ môn cải lương nghệ thuật là anh là hạnh phúc đó. Hạnh phúc, quá hạnh phúc. Thật sân khấu rất là đẹp. Anh Trúc Hồ là người mà hỗ trợ cho Trúc Châu về sân khấu. Hỗ trợ. Có cái sân khấu này anh mới hăng say làm được. Anh biết cải lương mà bây giờ mà cảnh trí cực lắm em hiểu không? Thành ra nó đòi hỏi
mấy cái màn hình đẹp đó. Đúng rồi. Sân khấu xinh lắm luôn á. Ấm. Mê. Ấm áp. Mê lắm. Thành ra hát xong cực lắm. Có khi mình nói trời ơi sao mà cái lương mình sao ông tổ anh cứ nói hoàng tổ đi về trời rồi á. Cái cái lương cực quá mà diễn cực quá mà rốt cuộc có bữa nay là đồng rồi đó. Mà mấy đường kia á còn anh bảo quốc đụng về hát cái trong không có đông mấy mà đợt này chắc hy vọng khán giả dạ biết thì là em làm những cái clip như vậy thì người ta sẽ biết. Hình như bữa anh hát với Telethon đó cái, anh nói cái, chuyện với em đó cái quảng cáo đó em đưa clip lên em đọc số điện thoại nó đâu có lần nào mà đóng như vậy đâu. Dạ em ra Nga thấy không bữa nay đông nghẹp hát trời ơi cách đây 2 hôm em còn nói chứ không biết cái show của anh Tuấn Châu tôi có bị lộn ngày không hay là người ta diễn rồi mà mình quên mình không đi quay. Tự nhiên qua ngày hôm sau anh gọi em hên ghê hồi sáng này anh tức sớm anh làm công chuyện anh sực nhớ phải không trời anh gọi em mà nói nếu mà có em á là mấy cái ngày kia anh cần phone cho em trước dạ. Nó hy vọng Nga đừng có đi qua là qua tuần em mới đi show cảm ơn là em đang ở đây hên quá dạ. Gọi em thì cái sự quảng bá của cái tình trường dạ. Này sẽ rộng rãi hơn. Thì hy vọng là sau khi vở này những vở tới thì em sẽ giúp hỗ trợ cho mình quảng bá cho người ta biết quảng bá hoặc là nếu mà có cái gia nào phù hợp thì em về em dạ dạ nếu mà không có đi hát xuống dạ anh em hỏi anh nè ở đây á ngoài công việc làm nghệ thuật ra thì anh có cái nghề tay trái gì của anh không? Hồi xưa thì anh mới sang cái nhà hàng mà cái nhà hàng anh lớn lắm rồi nhà anh tính 600-700 chỗ lần cái Man City đó bây giờ là dữ lao cái lao đó ổ dữ vậy hả Man City đó anh 10 năm đó anh làm 10 năm luôn 10 năm anh với em anh là mua cái nhà hàng đó làm 10 năm trời đó tội giỏi dữ gì mới sang mà cực quá cực mà cái từ hồi Covid đến giờ thật sự nó cũng xuống quá thành ra thôi bây giờ cũng lớn tuổi rồi mà mình có thể mình kiếm công chuyện khác nhưng mà thật sự nói chung con cái cũng lớn ổn định mình mới làm được nhà. Đúng rồi chứ không giờ là con cái anh khỏi bận tâm rồi đó dạ, nên là anh có cái có cái tinh thần như vậy đó hết rồi dạ thành ra đối với chị Quyền cũng nói thôi bây giờ nó yên rồi đâu nó vô đó là không có lo gì hết thì tôi lo cho nghệ thuật thôi dạ rồi cảm ơn anh nhiều hôm nay là em thấy cái hậu trường của mình sân khấu rất là ấm cúng và rất là vui và khán giả thì cũng rất là đông nãy giờ em đi vòng vòng em review sơ cho người ta biết để mình cho họ một cái cảm giác là sau này á cứ một tháng đúng anh là mình có 3 tháng mới có một ồ 3 tháng sẽ có một vở diễn ở tại STBN để cho mọi người đến ủng hộ mua vé thấy anh em nghệ sĩ thì quan trọng là nó không có nhiều đâu chỉ có 120 vé tới 140 vé thôi nhưng mà chỗ ngồi chỗ nào cũng gần ngồi gần với lại được cái là khán giả tất cả xin mang ủng hộ gọi về đài ủng hộ vì đài nó mới có kinh phí hy vọng đài có kinh phí thì đài kêu mình làm tiếp dạ đúng rồi rất là cảm ơn anh đã chia sẻ câu chuyện hậu trường với lại vở Tình Chú Thòn này em nhớ nhiều người cũng diễn cái vai này lắm rồi không có một anh thôi bố Hùng Cường hồi xưa hát cố nghệ sĩ Hùng Cường trước trước khi mà anh đi Mỹ rồi đó anh chuẩn bị anh đi Mỹ là năm 98 á anh đi Mỹ đó thì anh quay cái con ma nhỏ họ Hứa anh làm ông chú quả thì mấy ông đạo diễn mới nói kêu Hùng Châu nó lại thì Phúc Anh Châu chuẩn bị đi Mỹ rồi anh phải đình lại 3 tháng anh quay tuần tại Chú Thọ trước khi anh đi Mỹ anh quay bây giờ coi như trên 20 năm rồi anh diễn lại vậy mà em cứ nhớ là đó. Có chú Văn Trung rồi em không Văn Trung là cái tuần cái kịch thôi dạ trọn tiền thì trọn tuần thì cho anh với bác bảy dạ anh dạ. Như cố về xương cơ mà dạ dạ đó, ok cũng là cái hên xui đó cái hên của anh đó dạ cảm ơn anh nhiều nha cảm ơn thank nha. You anh rất là thank nhiều you, à, lát nữa vô ăn sầu riêng tiếp rồi, nhanh thấy mọi người ai cũng đang áp lực chuẩn bị tuần không dám ăn rồi dạ ok anh dạ quýt ngon anh hả nước nhiều đây là cái hậu trường mọi người đang nhắc tuồng không quý vị thấy dễ thương ghê nãy mình không có biết á không biết là cái gì không chị Cẩm Thu bây giờ cũng ngồi nhắc tuồng cho mọi người luôn mình thấy thương ngày đầu yêu nhau anh Lễ hai
em. Này em có đứng em coi anh một chút xíu, em review sơ sơ những cái đoạn anh diễn đó. Cảm ơn em. Thì nói chung là anh là một người nghệ sĩ rất là yêu nghề, rất là đam mê nghề, và bất cứ thể loại cái gì làm hình dạng gì trên sân khấu anh cũng làm được. Xiếc, ảo thuật, rồi diễn hài, rồi diễn cải lương. Nói chung là anh là một người rất là đa năng, đa tài. Anh mỗi lần mà tham gia cải lương như vậy á, thì là cái công việc này là cái, là trước đây anh có theo cái nghề này chưa? Như Nga biết mà anh em mình xuất thân từ anh biết Nga như thế nào thì anh em mình xuất thân từ trường nghệ thuật sân khấu 2 ở Sài Gòn. Anh em mình diễn viên kịch. Nhưng mà bộ môn cải lương thì đây là sở đoản của thằng Lễ. Nhưng mà tại vì anh Lễ cũng rất là thích, nghĩa là được diễn và mình khai thác thêm. Em diễn dễ thương. Cảm ơn em. Được diễn gì để mình thể nghiệm, với lại hai nữa là mình được khán giả cũng thương mến mình thêm. Nhất là những cái vai nó hợp mình. Anh thường hay tham gia vở cải lương nhiều đây không, là hay lần nếu mà nói về cải lương thì đây là lần thứ 3 trong cuộc đời của anh đi làm. Ít lắm. Có lần anh diễn Nửa Đời Anh Phấn với chị Như Quỳnh, với một số anh em cải lương. Diễn MV lâu lắm rồi. Đóng vai chú Tiểu cũng nhiều chuyện. Giai này cũng nhiều chuyện. Rồi một trước đó cái diễn là Trọng Thị Như Châu của đài SPTM mà với lại tất cả đêm nghệ sĩ của Nhạc Phương Nam. Đây là thứ 3 vai A Tẩn chú Thòn. Dễ thương. Cảm ơn em. Mai mốt làm kết hợp anh đưa xiếc ảo thuật rồi vô cho nó vui vui cũng được. Đúng chị. Rồi em. Anh đa năng mà. Nga cũng vậy, Nga cũng diễn rất là nhiều chứ không phải riêng gì đâu. Nga thì khỏi nói rồi. Mà hiện nay tôi biết cô bạn buôn bán thêm. Bận lắm. Giờ lại buôn bán thêm lắm. Nghệ thuật giống như đang gác nhẹ nhẹ không có bận. Nghệ thuật là anh em mình cho máu rồi. Dạ, bỏ dạ. gì chứ bỏ nghệ thuật cũng được rồi. Dạ, cái đúng nghiệp rồi. Rồi nhưng mà có phải có cái nghề nữa cái nghiệp. Dạ 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 dạ. Chúc anh luôn luôn thành công nha. Cái nào anh có cái show gì em thấy có cái show gì của anh đúng ở đây rồi. Này diễn chưa? Dạ, show này vào tháng 10 ngày 8 xuất hiện rất nhiều anh em nghệ sĩ tài danh trong ngoài nước, đặc biệt có sự tham gia của anh Lộc với Teresa Mai. Ủa gì hả? Với lại anh Minh Hoàng với cô Nguyễn Thị Minh Ngọc đạo diễn. Thì có gì anh nhắc em nha, để em đến em làm rồi cái hậu trường. Rồi có tất cả các anh em nghệ sĩ khuyết tật trong ngoài nước. Đây là một show kỷ niệm gần 15 năm có tên là Huyền Thanh Ngọc. Tổ chức vào tháng 10 ngày 8 vào buổi trưa tại SPTM 3 giờ trưa, nhưng mà 2 giờ chúng tôi đã mời quý khán giả rồi. Sau đó là mùng X và mùng Đông ở vùng nước Mỹ, nghĩa là 5 giờ chiều cũng như 6 giờ chiều ở các nơi. Bây giờ là có bán vé không? Bây giờ cũng có bán vé. Anh đọc số điện thoại đi để gọi ta liên lạc. Số phone cho Thành Lễ đi. Bây giờ không nhớ số phone của mấy anh chị là 714-936-2888 714-936-2888. Thank you fan và YouTube của bên channel của Thúy Nga. Có điều là ở đây thì vé ít lắm quý vị ơi. Một nửa có trăm mấy có 108, nhưng mà nửa đạp thì cũng dành cho một số khán giả, khách giống như là khách thân thương của đài, thân thương của đài như là một trong team. Hy vọng quý vị xem một chương trình của các em khuyết tật. Rồi, cảm ơn anh Thành Lễ rất là nhiều nha. Chúc anh luôn thành công nha. Người đồng hương với tôi nên tôi người Nha Trang đó. Người Nha Trang. Dạ dạ dạ. Ok. Rồi. Cảm ơn anh nha. Anh Thành Lễ là ngày xưa cũng là người giúp chị Kim Ngân rất là nhiều nha quý vị. Dạ, cảm ơn em. Nói chung là anh em cũng có cái duyên với nhau. Rồi, thank you anh. Nhưng mà vô nhà thương thì tốn tiền nhiều lắm ba ơi. Vào cassette đi, ngõ cũng theo trời, theo mặt chỉ thương cho con khờ, các ỉa lại không có ai nuôi con. Con vợ ngõ là bỏ ngõ là lên đi chồng rồi. Ngõ có chết, ngõ về nhà ngõ không cần mắt. Thọ ơi con đừng nói ra chi những lời bi thảm. Ba sẽ về dưới quê bán hết ruộng nương để lo chữa trị cho mày. Lan, mai mốt ba hết bệnh ba đi bán, ba mua cái tháp cho con có gì mà ba lo chứ. Ngoại, nó nói vậy là phải đó con.
Con đừng làm bà sợ con ơi. Con nè, con đi lấy chất thuốc cho bà. Con đừng làm, đừng làm bà sợ con. Con ráng uống chén thuốc cho mau mạnh đi con. Trời ơi, bệnh hoạn đang mấy ngày nay không cơm không cháo, làm sao mà sống sao nổi. Chào ông, chú Hai ơi, chú Hai thấy sao chú Hai? Ờ, à, cho Tùng qua thăm con nè Tùng. Chú Hai ơi, chú thấy sao rồi? Dạ, dạ, con có mua mấy món quà này nè, cho chú Hai ăn đỡ làm miệng. Con Tùng là... Dạ. Đi mạnh rồi, ăn cơm chưa? Dạ, ăn rồi ạ. Cái gì sao ngon lắm. Tùng mua nhiều lắm con. Có chạy một ít trái cây, bôm nho, và có ít sữa nữa con. Dạ có sữa chú Hai. Chú thiếu sữa đó. Thì mua trái cây làm gì cho nó mắc tiền quá chứ. Dạ. Sao lại không mua xây mồi đó. Xây mồi nó dễ tiền, muốn ăn nó cũng không ạ. Dạ. Dạ con thấy con mua trái cây gì nó có đủ sinh tố hơn. Cái xíu mùi. Đợi 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 chị ngồi ngoài. Cảm ơn. Cảm ơn con Tùng ạ. Nặng lắm rồi nha. Con thấy liền. Buồn quá. Chắc là bị Tùng tất rồi. Nặng lắm đó chú Hai. Thấy liền. Dạ. Tới đây ngồi cùng. Cùng bệnh lắm. Dạ. Ngồi chỉ sợ mai mốc lấy. Ngọn chịu lỗi rồi. Vì con về có ngõ ta hiện yêu trong ngõ lâu. Cho nhiên lệ con này. Xin chú Hai hãy an tâm, đừng nên lo nghĩ mà hứa như đau phát thật. Dạ. Cậu Tùng đã nói như vậy rồi. Thôi, con tịnh dưỡng đi con. À, ông ơi. Ông nói giúp giùm. Chú Hai nhận đỡ 10 ngàn này đi. Nghĩ lo thuốc men ở trong hay. Không. Chúng tôi không dám nhận đâu. Cậu cứ cất lấy đi. Trời ơi, bệnh quá nhưng mà không nhận sẽ được đâu. Tiền đâu chỉ bệnh. Chú Hai ơi, nhận đi chú Hai. Ngoại không nhận, chú nhận nha. Chú nhận nghe con vui nha chú. Nha. Dạ. Cảm ơn cậu Tùng ạ. Dạ. Cảm ơn nhiều quá. Cảm ơn. Cái gì? Mà má. Trời ơi. Rất quá ha. Tiền nó dư giả đổ xong đổ biển nhà Tùng. Hả? Má. Má ơi. Mà má. Lừa nào đó cậu Tùng. Dạ. Mà má của con. Má của Lị hả? Dạ. À. Má của nó ra. Trời xíu. Hả? Chị xui. Chị xui khỏe ông chị xui. Chị xui ngồi chơi, giảm xà lắm. Vậy? Rắn quá ha.
đắp xà gánh ghê vậy. Ê không may lại nha nè, không có ai làm vui với hồi nào chú kêu chị xuống chị hỏi xa vậy ta. Cả nhà ơi, hôm nay thì Thúy Nga đã đến review sơ cho mọi người xem cái cảnh hậu trường của Tình Chú Thòn do anh Tuấn Châu dàn dựng và mời diễn viên để mà tham gia. Thì Nga thấy là đây là một cái bộ môn nghệ thuật cải lương mà Nga rất là yêu mến quý vị. Thực sự bản thân Nga rất là thích cải lương, nhưng mà mình ở đây mình cũng bôn ba nhiều việc, mình cũng có thời gian mà mình tham gia được những vở cải lương này, tại vì nó mất thời gian cho mình rất là nhiều mà mình thì phải quá nhiều việc đi. Thì Nga hy vọng là khi khán giả xem được cái review này của Nga, cái buổi ghi hình hậu trường này, thì mọi người luôn luôn ủng hộ và yêu mến bộ môn nghệ thuật cải lương. Và sau này thì cứ mỗi 3 tuần thì sẽ có những vở diễn và hoặc là những cái chương trình gì đó ở tại SCBN, thì mọi người nhớ ủng hộ và đến mua vé để xem, coi như là một cái tinh thần động lực cho những nghệ sĩ. Họ làm những cái chương trình như vậy rất là vất vả mà lại cũng không có lợi nhuận gì nhiều đó quý vị, chỉ làm vì đam mê và yêu cái nghề của mình để giữ lửa nghề thôi. Thì Nga mong là khán giả luôn luôn yêu thương những nghệ sĩ của bên bộ môn nghệ thuật cải lương. Và Nga xin cảm ơn rất là nhiều. Nga có việc đó quý vị, nên là phải đi liền, nên là không có kịp chào các anh chị ở đó. Nga xin phép tạm biệt và bye bye, kết thúc clip này nha. Bye bye. Cả nhà ơi, chúng ta hãy cùng nhau tỏa sáng kim cương cùng Thúy Nga và tìm hiểu thêm một số cơ hội không thể tuyệt vời hơn tại tiệm Kim Hoàng BJ Luxury Jewelry. Bạn đã sẵn sàng để trúng thưởng cùng chương trình bốc thăm hấp dẫn này chưa? Mua kim cương giảm giá tới 50%, trang sức cao cấp Italy giảm giá 65%. Đến ngay tiệm BJ Luxury Jewelry nằm trên lầu Thương Xá Phước Lộc Thọ, và giải thưởng siêu VIP chính là một chiếc nhẫn kim cương US1 trị giá đến 5.000 Mỹ Kim. Wow, nghe mà choáng váng quá đi. Ngoài ra còn 10 giải thưởng đặc biệt hấp dẫn khác đang chờ đợi quý vị. Ngày sổ phiếu chính là vào dịp Thanksgiving ngày 25 tháng 11 năm 2023. Livestream trực tiếp với Thúy Nga, trang sức kim cương giảm giá đến 65% vào ngày thứ Bảy, ngày 9 tháng 9. Đừng bỏ lỡ cơ hội quý giá này. Để biết thêm mọi thông tin chi tiết, hãy điện thoại cho Philip qua số điện thoại 714-473-8244 hoặc 714-726-9911. Hãy tỏa sáng kim cương cùng với nghệ sĩ Thúy Nga tại BJ Luxury Jewelry.